Moto. Với 32 năm hình thành và phát triển, thì trong 32 năm đó, công ty Tân Bông Bên Vinico đã có nhiều lần tổ chức du lịch dạ ngoài và các chương trình nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên của công ty. Năm nay là một trong những năm đặc biệt, tại vì sau thời gian dịch bệnh, công ty không đi được. Thì năm 2024 này, với cái quyết tâm lớn là công ty phải để cho cán bộ công nhân viên có cái dịp nghỉ ngơi. Thì hôm nay là chúng tôi cảm thấy là một cái buổi thành công, bước đầu là bước đầu rất là thành công với cái sự hỗ trợ của bên Sài Gòn Tourist. Thì và cán bộ công nhân viên cũng rất là phấn khởi, và chưa có cái năm nào mà có cái lượng người đi đông như năm nay. Thì chúng tôi tin rằng là cái chuyến đi này sẽ thành công hơn, mang lại những cái niềm vui hơn cho cán bộ công nhân viên, và sau đó thì người ta sẽ làm việc tích cực hơn. Giao lưu gắn kết để mà chia sẻ trải nghiệm, cũng như là có một cái tinh thần làm việc trong thời gian tới được tốt hơn. Khi chúng ta ngày càng một phát triển hơn và ngày càng có những chuyến đi đầy ý nghĩa, đầy gắn kết như đợt này. Cảm ơn ban lãnh đạo công ty Vinico đã tổ chức cho cán bộ công nhân viên của công ty tham gia vào team building ở tại Phan Thiết. Chân thành cảm ơn công ty, và sắp tới sẽ có những chương trình to hơn nữa, quy tụ hơn nữa để anh em Vinico công nhân chúng tôi là cùng chung ngày hội cùng nhau. Xin cảm ơn. Tôi xin chào tất cả anh chị em. Anh chị em có biết rằng tôi đã vượt sóng qua lại nhiều lần để làm gì không? Đó là tôi đi gom năng lượng của biển cả, gom năng lượng của sóng cao mang về đây và gửi để anh em để tập trung cho cái chương trình team building chiều nay thành công được nữa. To amplify all the devil's dust and heat inside, to a stadium of alibis. And I wanna feel you read between your lines. And I can never heal you, but I promise I could try. Yeah, yeah. Gonna drink your heart dry, gonna drink your eyes dry, gonna get your mind off, gonna make your body talk, gonna drink your heart. Let me dream your eyes shut. Let me get your mind off. Let me make your body talk. I wanna feel you.
Bowling, công ty tổ chức rất là vui. Chúng tôi mong rằng công ty sẽ ngày càng phát triển để chúng ta có nhiều cuộc vui ngày nữa. Yeah! À, tôi rất là sảng khoái và cũng như là rất là phấn khởi. À, xin cảm ơn tổng đốc, xin cảm ơn công ty đã tổ chức một cái buổi team building. À, lâu rồi mà mọi người mới được đi như thế này là giúp cho mọi người tạo nên một cái tinh thần mới, năng lượng mới, mọi người sẽ năng suất hơn cho công việc. Cảm ơn công ty rất là nhiều. Tôi yêu Bigo. À! Cảm ơn Bigo rất nhiều đó. Yo! Cảm ơn tất cả mọi người.